Nào, 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 tại sao con lại kiểu hay cúi cắn như thế vậy? Không làm như thế được. Không được làm thế, bố bảo không được làm thế. Không được cấu nhau, không được cắn nhau. Đúng rồi. Không được làm thế. Nhìn đây. Chú ơi. Chú ơi. Nào. Đuổi, ôi ôi. Úi chết rồi. Cắn lại anh như thế. Ôi ôi. Tại sao lại cắn lên thế? Hả? Ôi. Ôi ôi chết rồi. Hư. Con hư nhá. Bố bảo bao lần rồi, sao cắn anh thế? Không cười. Bố thật đấy, không phải cười đâu. Cắn như này này, nhìn này. Từ hôm qua rồi, cắn mấy cái rồi. Thấy đau chưa? Đau. Lại cắn tiếp. Sau này. Lại cắn tiếp phát này. Bảo không cắn cơ mà. Tưởng thế là hay à? Ai dạy thói ở đâu đấy? Nó suốt ngày đi cắn người đấy. Mà toàn cắn anh thôi. Tí này. Xoa đi, lấy tay xoa cho anh. Thổi nào. Đúng rồi. Lấy tay đi, lấy cả bàn tay xoa vào. Không phải riêng ngón tay đâu. Lấy tay xoa vào. Xoa. Xin lỗi anh. Không cắn nữa. Còn cắn anh ngày nào nữa đừng có trách nhá. Bố đánh rồi nhá. Ừ, tát vào mặt đấy. Rồi. Nào. Ui, không được đánh nhau, khổ quá. Còn đánh nhau nữa. Nào, không cắn nữa không? Ủa, ừ. Nó là cuối cùng anh ấy hộ cho nó. Anh cũng chả biết được. Đâu cắn chưa? Con nhá, này, quay bố bảo. Này, tại sao cứ quay đến kiểu cắn đấy? Cắn như kiểu luôn nhá. Anh thì cũng được ăn vạ lắm cơ. Đi ra ngoài chơi nhá, đi ra ngoài chơi. Đủ với cả giờ đang mọc răng. Nên là chúng nó đang ngứa răng lắm. Chúng nó lấy cái gì chúng nó cũng cho mồm nó nhai, nó cắn mà. Cắn luôn cho phát, còn tay còn thừa. Cái chăn nó cắn còn ướt đẫm rồi luôn.